Garfield, Tom và Jerry, Looney Tunes. Tôi chắc rằng bạn đã từng xem qua các chương trình này khi còn nhỏ rồi. Những bộ phim ấy chẳng bao giờ khiến chúng ta chán khi còn là trẻ con cả. Chúng gửi gắm tới ta ý tưởng rằng động vật cũng có thế giới riêng và có thể giao tiếp với nhau. Hay ho quá phải không? Nhưng bạn đã bao giờ tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra nếu những con vật này có thể trở thành những nhà lãnh đạo trong xã hội của chúng ta chưa? Bất khả thi quá nhỉ? Không đâu. Bầu cử là một trong những sự kiện được mong chờ nhất tại một quốc gia. Một lần nữa thì đã tới lúc bầu lên một nhà lãnh đạo rồi. Chọn ra người đại diện thông minh và có tinh thần trách nhiệm chính là điều quan trọng nhất. Hầu hết chúng ta đều có những kỳ vọng của riêng mình, nhưng tôi cá là chuyện nhìn thấy một chú mèo hoặc chó trên tấm phiếu kín chẳng phải là một trong số kỳ vọng đấy đâu. Ứng cử viên không phải là người. Đây là thuật ngữ dùng để chỉ các con vật ứng cử để làm việc tại một văn phòng nhất định. Ngạc nhiên thay, trên thế giới có rất nhiều trường hợp kỳ thú như thế này. Nếu bạn đang thắc mắc tại sao và bằng cách nào câu chuyện này có thể xảy ra, thì có lẽ đây chính là một hình thức biểu tình hoặc là một hình thức giải trí mà thôi. Tuy nhiên, một số quy định bầu cử có thể chấm dứt cuộc vui đấy. Một vài ví dụ đó là yêu cầu độ tuổi, hay quan trọng hơn, những trách nhiệm mà chỉ có con người mới đáp ứng được. Bây giờ thì hãy nói về chuyện sẽ xảy ra nếu một chú chó hoặc mèo được bầu làm thị trưởng nhé. Cùng nhớ qua một vài ví dụ thực tế để có cái nhìn rõ ràng hơn nào. Một thị trấn nhỏ tại Alaska có tên là Takitna đã bầu chú mèo Stubbs làm thị trưởng vào năm 1997. Một câu chuyện cũng chứ danh không kém đã đưa ra một vài lời giải thích cho việc tại sao mọi người lại bầu một con vật thuộc họ mèo làm thị trưởng. Nhưng lý do nổi tiếng nhất đó là người dân cảm thấy không hài lòng với những ứng cử viên còn lại. Ngạc nhiên thay, đó là con người. Vì chẳng có một cuộc bầu chọn thật sự nào diễn ra nên việc Stubbs được bầu làm thị trưởng cũng phần lớn là một chiêu trò marketing. Rất nhiều cửa hàng đã bán được những món quà lưu niệm có in mặt chú mèo này. Nhờ thế, một số công dân đã thoát khỏi tình trạng thất nghiệp và những người khác còn dựng nên được một số hàng quán nho nhỏ. Ngoài ra, ngành du lịch tại thị trấn cũng nhanh chóng phát triển và tăng ở mức 30-40 du khách mỗi ngày. Những du khách này đến đây với chỉ một mục đích, gặp được ngài thị trưởng thành phố. Đúng là đôi bên cùng có lợi, kinh tế được phát triển và người dân cũng bớt phàn nàn. Có vẻ họ rất hài lòng với ngài thị trưởng lồng lá này. Hãy nghĩ về câu chuyện thành công vừa rồi tôi kể nào. Chúng ta không thực sự có thể đổ lỗi cho các thành phố hoặc thị trấn cố gắng làm theo trò quảng cáo này. Trong vòng 13 năm tuyệt vời, Bosco Ramos đã phục vụ cho thị trấn Sunol ở California. Chú chó Labden giống Rottweiler Lai này đã được bầu làm thị trưởng trong cuộc bầu cử năm 1981. Lần này, sự việc trên diễn ra chỉ vì mục đích giải trí. Ứng cử viên nổi tiếng này có cả một khẩu hiệu trong chiến dịch của mình rằng chó cũng là người. Người dân của thị trấn này chắc hẳn phải rất yêu chó vì Bosco đã thắng với lượng phiếu bầu rất lớn so với hai ứng cử viên loài người còn lại. Vị thị trưởng loài chó này làm việc rất tốt. Truyền thông đưa tin về cậu rất nhiều và còn biến cậu thành một nhân vật nổi tiếng nữa. Cậu ta còn vươn ra tầm quốc tế nữa. Bosco đã làm khách mời danh dự khi vài sinh viên đến từ Berkeley tổ chức một cuộc biểu tình chống lại việc một tờ báo quốc tế đã khắc họa về chiến thắng của Bosco như một điều tiêu cực. Tuy nhiên, bạn đừng lo. Chú chó này đã đảm bảo được rằng dù cho nổi tiếng thì cậu vẫn thi hành nhiệm vụ của mình. Ví dụ như dẫn đầu một cuộc diễu hành Halloween mỗi năm khi đang mặc một bộ vest lịch sự. Trong kỳ đắc cử của mình, cậu thường ghé thăm người dân bằng cách tản bộ khắp nơi cùng với chiếc khăn vuông màu đỏ đặc trưng của mình. Nhưng đừng nghĩ rằng mọi chuyện luôn xảy ra trôi chảy. Chà, phần lớn thì như vậy, nhưng những cuộc tranh cãi là thứ không thể tránh khỏi. Người ta đã thấy Bosco cặp kè cùng một vài cô chó khác và còn bị mất tích trong vòng một tuần. Người chủ của cậu còn không biết cậu đã ở đâu. May mắn là cuối cùng cậu cũng quay về. Cuộc đời của cậu chó này cũng khá thăng trầm và vào năm 1994, Bosco đã ra đi. Tuy nhiên, cậu sẽ mãi luôn ở trong tim những cử tri của mình. Họ còn xây hẳn một bức tượng bán thân của chú chó thị trường để tưởng nhớ cậu. Nó có tên Thị trường chó đầu tiên trên thế giới. Một câu chuyện khác về chó thị trường đó là Duke. Cậu đã chiến thắng với số phiếu áp đảo 9/12, người dân thị trấn nhỏ nhất Minnesota đã bầu cho Duke. Và ngay cả đối thủ của cậu cũng thừa nhận rằng ông đã bầu cho chú chó thay vì chính mình. Nhưng vì đây là một chức vị mang tính danh dự và nghi thức nên cậu chó không thực sự thi hành bất cứ nhiệm vụ nào với tư cách là thị trưởng. Chó và mèo là hai loài động vật phổ biến nhất trên thế giới. Nhưng những ứng cử viên không phải là người đến từ rất nhiều loài khác nhau đấy, không chỉ giới hạn trong hai loài này. Vào năm 1958, một cô tê giác mang tên Cacaraco đến từ sở thú San Paulo đã được tham gia vào cuộc bầu cử. Thực ra thì văn phòng chính phủ không chấp nhận sự ứng cử của Cacaraco,
Nhưng theo như số liệu được thu thập từ cuộc tranh cử, thì cô Tê Giác đã chiến thắng với 100.000 phiếu. Đến tận ngày nay, Voto Cacareco hay Cacareco Vote vẫn là một thuật ngữ ở Brazil được sử dụng khi người dân cần biểu tình cho lá phiếu của mình. Ngoài ra, cuộc ứng cử của Cacareco cũng là nguồn cảm hứng thành lập của đảng Tê Giác tại Canada. Một trường hợp nổi tiếng khác nữa, đó là chú Tinh Tinh có tên Tiao. Chú đã vận động tranh cử cho chức thị trưởng Rio de Janeiro vào năm 1988. Ứng cử viên độc nhất này có một slogan, đó là chọn khỉ, được khỉ. Rất nhiều giả thuyết về ứng cử viên đã được đặt ra, nhưng nổi bật nhất trong số đó là câu chuyện người dân chán ngấy những cuộc tranh cử giống nhau. Đáng buồn thay, tất cả số phiếu bầu bị đánh là vô hiệu lực, nhưng theo số liệu thì chú Tinh Tinh này đã thắng đến 400.000 phiếu và về đích ở vị trí thứ 3. Bạn đã nghe đủ về những con thú tuyệt vời chưa? Chà, đây là một câu chuyện bên lề cho bạn. Vì video của chúng ta đang nói về những ứng cử viên không phải là người, nên một nhân vật không phải động vật cũng được tính thôi nhỉ? Tại Ireland, khi cuộc bầu cử tổng thống năm 1997 đang diễn ra, một chú rối nổi tiếng trên truyền hình Ireland cũng tham gia tranh cử. Dù lừa Dustin không được công nhận là một ứng cử viên chính thức, vẫn có nhiều tin đồn rằng cậu đã về thứ 5 chung cuộc. Và ngôi sao cuối cùng của chúng ta đó là trụ chữa cháy. Vâng, đúng là như vậy. Thiết bị mà lính cứu hỏa dùng để lấy nước cũng tham gia tranh cử từ năm 2004 đến năm 2008 tại Đại học British Columbia cho cái ghế hội đồng thống đốc. Điều bất ngờ là có đến 6 phiếu cho thiết bị này. Người ta đồn rằng cả 6 phiếu đó đều được gửi từ các chú chó. Vì tất cả những ứng viên mà tôi đã liệt kê sẽ không bao giờ có thể thi hành các nhiệm vụ và công việc như con người, nên chúng chưa bao giờ phải tuân thủ theo bất cứ trách nhiệm chính thức hay phải đóng thuế hoặc thuê thư ký. Nhưng các trường hợp này chính là một ví dụ hay về những việc con người có thể làm. Thế giới của chúng ta có rất nhiều cá nhân tài năng và thông thái, thỉnh thoảng những ý tưởng độc nhất có thể ra đời từ bất cứ đâu. Thật tốt khi chúng ta có đủ tự do và cơ hội để tin rằng mọi việc đều có thể xảy ra và nắm lấy những khả năng ấy. Chắc chắn là vẫn có rất nhiều quy định và luật lệ. Nhưng điều này không có nghĩa là chúng ta phải phá rào để tìm kiếm niềm vui. Lách luật vẫn được mà. Một ví dụ điển hình đó là những ứng cử viên không phải là người. Dù những hành động này là một trò vui hay dùng để gửi gắm thông điệp thì chúng vẫn rất tuyệt diệu. Chuyện con người có thể đứng ra bảo vệ những gì họ tin tưởng hoặc đơn giản là tạo ra tiếng cười cho một ngày chán trường chính là minh chứng đơn giản cho câu nói cuộc sống còn nhiều điều để chờ đợi. Còn bạn thì sao? Liệu bạn có bầu cho một ứng cử viên không phải là con người không nếu bạn nhìn thấy chúng trong tấm phiếu của mình? Hoặc nếu bạn có nuôi thú cưng thì bạn có đăng ký tranh cử cho boss của bạn không? Hãy cho chúng tôi biết dưới phần bình luận nhé. Nếu bạn đã học được gì ngày hôm nay thì cho video này một like và chia sẻ nó với bạn bè mình nào. Nhưng này, đừng tranh cử cho boss của bạn vội. Chúng tôi có hơn 2.000 video hay ho khác dành cho bạn đấy. Tất cả những gì bạn cần làm là chọn video bên trái hoặc video bên phải, bấm vào đó và thưởng thức. Hãy luôn đồng hành cùng Soi Sáng nhé.